Chào các bạn thân mến nha. Bây giờ mình chắc rượu cái phần rượu của mình ha các bạn. Lên đây. Rồi bắt đầu chắc thêm những cái rượu khác lên nữa. Đây, hôm nay đi chơi nguyên ngày nè các bạn. Từ sáng đến tối mới về, 10 giờ tối mới về tới nhà. Mua được bao nhiêu đây nè, rượu ngọt không à, bia cũng là bia ngọt. Mình thì mình mua mấy chai rượu trắng để về mình làm đồ ăn á, hoặc là mình ngâm rượu, rồi mua mấy hộp kẹo cho mấy đứa con làm quà thôi. Thật ra là ở Phần Lan thì có đầy đủ hết, nó cũng không có mắc hơn bao nhiêu. Nhưng mà tại vì đi tàu thì mấy đứa con mình nó thích mua thôi. Với mình cũng đi vô chợ ngắm nghía đồ, không lẽ đi ra không thì cũng phải mua vài món. Đó. Hôm nay đi về nè. Đó, một bàn á. Còn nữa nha các bạn, còn nữa là nó mua giùm cho bạn bè nó nữa. Chắc cũng cả cốp xe luôn á. Thật ra nó không có rẻ bao nhiêu hết, nhưng mà tại vì xuống tàu thì thích mua vậy thôi. Ở chợ Phần Lan thì thiếu gì. Mua mấy cái này cũng nặng lắm các bạn, nhưng mà tiện có một cái là mình mua xong cái mình đẩy đi ra xe mình chất luôn, mà mình không có xa xách nặng cho nên cũng tiện. Xe mình chạy xuống luôn, cho nên mình mua mấy cái đồ nặng á, mình đẩy thẳng ra xe luôn. Chứ nếu mà xách tay thì thôi đi, xách làm gì cho mệt. Rượu mình đã sẵn xong rồi ha, dài phân phát hết rồi, bây giờ còn lại cái phần này là của mình. Bây giờ mình lấy cái bọc táo đỏ này ha các bạn. Mình đi ngâm với lại rượu trắng. Mình xé bọc cái nhỏ ra. Đây là táo đỏ nè. Mình mua hôm trước để mình ngâm rượu á. Mấy chai rượu này thật ra nó cũng rẻ lắm các bạn. Nhưng mà mua ở bên Viro nó rất là rẻ. Nó rẻ gấp 3 ở đây luôn á. Tại vì bên đó nghe con mình nói thôi chứ mình cũng rành nó. Tại vì bên đó thuế rất là rẻ, cho nên rượu bán rẻ lắm. Rẻ hơn đây rất là nhiều. Cho nên đa số người dân Phần Lan á, đi du lịch, đi qua Viro á, lại rất là thích mua rượu với lại bia rẻ lắm. Đồ ăn bên đó mình thấy nó cũng rẻ lắm các bạn. Đây là táo này, coi táo này á, là táo này người ta có lấy hộp ra chưa, mình để xẻ ra coi đây. Cũng có hộp trong đây. Táo này nó cũng có hộp trong đây nè. Nhưng mà mình ngâm á, mình thử coi có hộp không, hộp mình mua mình không để ý, nó có một chút xíu hộp ở đây. Nếu mà mình không thích á, thì mình lấy ra, mình nấu á, thì mình lấy ra, còn cái này á, thì mình ngâm rượu. Ha. Ở đây là sâm nè các bạn, ở trong đây là sâm. Ở đây còn ít rượu. Mình đã mở cái bọc táo xong rồi ha các bạn. Bây giờ mình lấy ra. Mình lấy ra một ít để mình ngâm rượu. Đây là rượu sâm. Đây là sâm nè. Trước mình gửi người ta mua cái sâm này cũng mắc lắm nha các bạn. Nhưng mà nó thơm lắm. Bữa hổm ngâm uống ngâm một ít uống hết rồi. Bây giờ còn lại cái nước này là nước thứ hai nè. Bây giờ cái mình cho cái táo vô ha các bạn. Mình cho táo vô đây. Cái táo này nó cái táo này nó to quá. Nhét nó có vô. Mình nhét cho nó vô. Mình nhét không vô thì mình xắt nó ra. Nó bự quá, cái táo này nó bự quá, mình nhét nó không vô rồi. Để coi mình bóp lại cho nó vô. Vô. Mình bóp lại thì nó vô nè. Cái táo này nó bự quá. Đó.
trời trở lạnh mấy đứa nhỏ nó cũng cảm, ông xã ông cũng ho, trời trở lạnh rồi các bạn ơi, bây giờ lạnh rồi cũng ít có ra ngoài nữa, nhét vô. Thay vì người ta ngâm á, người ta ngâm rất là nhiều loại ha các bạn, nhưng mà mình lại không thích, mình chỉ thích ngâm cái táo này thôi à. Cái táo này mình mua về mình ngâm rượu trắng á các bạn, để uống á cũng rất là tốt nha. Hoặc là mình mỗi khi mà đau nhức á, uống cái rượu thuốc này cũng hay lắm á các bạn. Cái này người ta bài mình á, hồi đó mình ngâm một chai đầy lận á chứ, uống hết rồi nè. Còn cái đợt này là mình bây giờ mình bỏ vô rượu vô trước đi, rồi cái vài bữa nữa mình mua xăm á, mình cho vô thêm nữa. Cái xăm này nó rất là thơm. Này mình gửi người ta đi du lịch bên Hồng Kông á, người ta mua đó các bạn. Ta đi du lịch bên Hồng Kông người ta mua dùm cho mình. Bớt nó lại, nó đi vô chứ nghe cái táo nó bự quá. Bớt nó lại, nhặt nó vô. Bây giờ mình khui nửa chai rượu trắng này nè. Chai này mình không biết bao nhiêu, mình không có rành về rượu nữa. Này chai này nó mươi nữa nó, chai này mình nghĩ là nửa lít đó các bạn. Còn cái chai này là lít nè, hai chai này là lít. Mình khui ra cái mình cho rượu vô hết mà. Đây. Mình cho rượu vô đây. Người ta bài ngâm cái rượu thuốc mà uống rất là tốt. Bữa nay mình ngâm là cái vài bữa mình phải mua cái sâm nữa, mình để vô thêm nữa. Hồi trước thì mình chỉ ngâm sâm không à, nó ra cái màu á đậm lắm, rồi uống hết rồi đó các bạn. Ngâm cũng nhiều năm lắm rồi đó, uống hết rồi. Cái bây giờ cái nước này, nước sâm này nước thứ hai, là bây giờ mình phải cho cái táo đỏ vô. Tại mình thích cái mùi táo đỏ. Mình ăn nửa chai. Chai này chắc nửa lít nữa. Mình ngâm bao nhiêu táo đó thôi. Mình có mình mua thêm xăng mà mình ngâm, mình uống cho mình ngâm thêm nữa. Nhiều quá mùi táo đậm quá cũng không ngon nữa, mình ngâm vậy thôi. Này, lúc trước mình ngâm chai đầy nữa các bạn. Giờ ngâm cái vài bữa cái táo nó ra màu cũng đẹp lắm. Mình thấy người ta ngâm đủ thứ đó, nhưng mà mình không có thích mấy cái mùi giống như vị thuốc bắc kia. Mình chỉ thích là ngâm táo thôi à. Mình xong rồi nè. Cái chai này để đây. Đủ. Mình mua nhiêu đây á, mua quá chừng. Như hồi nãy mình quay là chọn ra để mà phân phát cho mấy đứa bạn của Ngân á, nó mua giùm. Rồi á, mình mua nhiêu rượu đây với một kết nước này nữa nè. Bây giờ á là khui ra uống, đi về mệt rồi. Mấy đứa nó khui ra uống xong rồi đi ngủ cũng phi rồi á. Cui thử coi cái nước này nó có ngon như nước ở chợ Phần Lan mình bán không? Cũng rẻ lắm. Đi tàu á, quần áo bên đó cũng rẻ lắm. Nhưng mà quá trời quần áo rồi, không có mua. Cho nên mấy đứa nó chỉ mua rượu quá trời, chắc cũng đầy cốp xe luôn các bạn ơi. Lớp nào mua cho nhà mình rồi mua giùm bạn nữa. Rồi ngày mua về biếu bạn nữa. Cái
Để tủ lạnh đó các bạn. Mới về cái sạn để tủ lạnh, nó cũng lạnh nè, uống mới ngon ha. Nè, cái màu đẹp ha. Có bọt nè. Mời các bạn nha. Mời các bạn uống bia ngọt. Cái bia này là bia ngọt. Để mình thử có mùi vị nó thơm không. Uống ly này vô chắc đi ngủ liền á. Rất là ngon các bạn ơi. Mời các bạn nha. Ly này thì mình uống rồi nè. Đây. Mời. Mình chỉ uống được rượu ngọt thôi à. Mấy cái rượu mạnh mình uống được, uống không được. Với lại cái rượu mà rượu sâm này nè. Lâu lâu ăn gì ra cái rót một ly uống cũng ngon lắm, rượu sâm. Mình ngâm cái rượu sâm này cho ông xã mình uống giống như là đau nhất á, nhiều khi đau nhất thì uống trợ trời á các bạn. Rượu rất là ngon á các bạn. Đi về mấy đứa nó ngủ hết rồi, mình còn ngồi đây mình làm video, soạn đồ xong rồi cái là mình ngồi đây mình làm video. Thật ra là đi tàu á là thích nhất là cổ rượu, mỹ phẩm, trời ơi. Đa số là hàng rượu với hàng mỹ phẩm là đắt nhất đó các bạn. Cái rượu này nè, cũng là rượu ngọt đó các bạn. Cái rượu này nè, cũng là rượu ngọt đó. Mình làm video này để mình khoe mấy cái rượu thôi. Đi tàu có mua cái gì, toàn là cổ hả, cả cốp xe rượu không à. Tại vì con gái mình, bạn bè thì đông, mua về cái ngày mai tụi nó tổ chức nhau ăn nhậu. Nhưng mà đa số là tụi nó uống rượu ngọt này nhiều chứ nó không có uống rượu mạnh. Tụi trẻ trẻ đó, mấy cái chai rượu này nó bốn màu, nó đẹp các bạn. Màu đẹp. Màu đẹp chứ. Gái mình nó đi lần nào nó cũng mua mấy cái rượu màu này hết á nè. Bốn màu rất là đẹp ha. Đẹp nghe chưa. Màu trắng thì nó không có đẹp bằng mấy cái màu này ha. Nói chuyện vừa nói chuyện vừa uống rượu ha các bạn. Mình mới ngâm đây á, mà cái chai rượu trắng này nó cũng hơi ra màu đỏ đỏ rồi nè các bạn. Mới ngâm chút nó có màu rồi nè. Mình phải đi mua thêm cái sâm nữa mình để vô. Rồi mình thêm cho thêm táo vô nữa, mình mua sâm, mình mua. Mình chỉ thích để táo thôi, nãy giờ mình cũng nói nhiều lần. Cái sâm này thì uống qua một đợt rồi nó cũng không có còn mùi nhiều lắm đâu, mình phải mua cái khác nữa mình chăm vô nữa. Mới để chút xíu vô cái nó có màu rồi đó. Nhìn bốn chai rượu đẹp ha các bạn. Loại này chai lớn nè, có loại chai nhỏ nữa. Mà nó rẻ lắm, có mấy đồng chai à. Tại vì nặng quá cho nên mình thì không mua nhiều, mình mua phần của mình là có coi, mình mua có 7 chai à, với lại một kết bia ngọt thôi. Còn như là của con gái mình với bạn nó, ôi thôi nó mua quá trời quá đất luôn. Đi tàu không có cổ cái gì, còn là cổ rượu, son, phấn, vậy thôi. Thôi video của mình tới đây tạm dừng nha các bạn.
soạn mấy cái rượu ra khoe với các bạn để coi đi tàu mua được cái gì. Là đi tàu mua được nhiêu đây á các bạn. Mới về ngâm rượu. Với rượu cũng rẻ các bạn ơi. Rượu này mình mua ở bên bển á ha, là có 13 đồng chai à. Mà ở đây nó cũng giống vậy mà nó có hiệu khác là 30 đồng á các bạn. Nó mắc gần gấp 3. Ở Phần Lan này cái gì cũng mắc hết á, ở Phần Lan á. Hình như là ở Phần Lan này là đồ ăn mắc nhất hay gì các bạn ơi. Mắc nhất ở châu Âu hay gì á. Hình như là mình cũng nghe nhiều người nói vậy á. À, thôi nãy giờ nói nhiều quá à. À, mình tạm dừng đây nha các bạn. À, chúc các bạn xem video vui vẻ. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Và hẹn gặp lại các bạn video mới tiếp theo nha. Bye bye. Đã ngâm táo đỏ vô chai rượu sâm rồi đây. Mình ngâm cái chai rượu đó là rượu đó nó nhẹ các bạn, có 40 độ thôi.